Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Thưa tất cả quý vị, qua những tập phim thì chúng tôi đã đón nhận được những tình cảm rất nồng nhiệt của quý vị khán giả, những quan tâm của quý vị dành cho chương trình Con đã lớn khôn. Đó chính là một nguồn động lực rất lớn để những người thực hiện chương trình ngày một hay hơn để dành tặng cho tất cả quý vị vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Còn bây giờ thì cho phép Thanh Thảo được giới thiệu đến quý vị hai vị khách mời cùng có mặt với Thanh Thảo ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Thạc sĩ Võ Thị Hồng Trước, hiện đang là giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Người thứ hai là Thạc sĩ Vũ Minh Huyền, cô hiện đang là hiệu trưởng của trường Mầm non Tư Thục Bé Thiên Thần. Và tất cả các bạn khán giả đang có mặt với Thanh Thảo ngày hôm nay là các bạn sinh viên của khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Qua mỗi một cuộc hành trình thì như chúng ta thấy đấy, các bé hình như là cũng đã lớn lên và có sự thay đổi từ tính tình cho đến là cũng như rút được rất là nhiều kinh nghiệm trong việc là gặp những cái khó khăn khi mà đối đầu với những thử thách. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với những khó khăn nào và thử thách ra làm sao, các bé sẽ mang đến cho chúng ta tiếng cười hay là những giây phút hết sức là xúc động, thì bây giờ xin mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới phố Vân Hồ, một con phố nhỏ nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và bước vào cửa hàng tóc thời trang A Hùng để cùng làm quen với một cậu bé rất dễ thương, có biệt danh khá lạ, Tít Lu. Tít Lu, tên thật là Minh Thiện, khá hiếu động, nhanh nhẹn, có ba là thợ cắt tóc thời trang, nên Tít Lu sở hữu một mái tóc rất đặc biệt. Ý thức được ngoại hình và kiểu tóc của mình, nên cậu rất thích được khen đẹp trai, dễ thương. Người bạn thân nhất của Tít Lu đó chính là ông cậu nhí Minh Béo, tên thật là Trần Đức Minh. Cậu Minh Béo thích nói ngọt, ưa nịnh và có tâm hồn ăn uống rất cao. Là cậu họ lại cùng lứa tuổi nên Minh Béo rất thân với Tít Lu, dù đôi lúc cũng xảy ra xung đột nhỏ. Cửa hàng cắt tóc rất đông khách nên bố mẹ Tít Lu là thường không được ăn cơm đúng bữa, mà thường nghỉ trưa và ăn cơm vào lúc 1 giờ 30 phút chiều. Hôm nay, trong giờ nghỉ trưa, bố mẹ Tít Lu nhờ hai cậu cháu trông giùm cửa hàng. Thì hai cậu cháu sẽ trông hàng cho mẹ. Khi nào mà có khách đến thì hai con, Minh và Tít sẽ nói rằng là ba mẹ đi ăn. Vậy là hai cậu cháu sẽ trở thành ông chủ nhí cai quản cửa hàng tóc thời trang này trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Là một cửa hàng có uy tín trong khu vực, nên mặc dù đã là giờ nghỉ, nhưng vẫn có những vị khách quen tìm đến. Ở đâu? Ở gần đi qua á. Tít Lu quả không hổ danh ông chủ nhí năng động, đã có cách riêng để giữ chân khách. Lại một vị khách nữa. Mong khách đừng đến với cửa hàng mình nữa, chắc chỉ có ông chủ bất đắc dĩ này. Nhưng với người đẹp thì chả ai nỡ từ chối bao giờ. Mải vui với cô bạn hàng xóm xinh đẹp, hai ông chủ nhí hình như đã quên mất cả ông khách. Con này, thì con có biết gội đầu không? Mình biết gội đầu không con? Con đây. Thế Tít có biết gội đầu không? Hả? Gội đầu hút keo đi. Gội đầu cho chú. Sao nhỉ? Bình thường Tít cũng thích bắt chước ba mẹ làm tóc cho khách lắm, nhưng chẳng ai cho phép cả. Đây sẽ là cơ hội để Tít trổ tài đây. Đã quan sát ba mẹ nhiều lần nên Tít Lu cũng rất ra dáng một tay thợ lành nghề. Nhưng có một người vẫn có vẻ rất nghi ngờ và cảm thấy lo lắng cho mái tóc của khách hàng. Ừ,
Sự nghi ngờ này có vẻ cũng có căn cứ đấy chứ. Ô, con này nó tràn rồi. Nó trào nước ra này. Nó chết rồi, nó trào nước ra này. Ôi, chú chết rồi, mất cả cái áo chú. Đi, xoáy đi, đâu, xoáy ở đâu, xoáy như nào. Rất may bà mẹ đã về kịp thời, nếu không thì không biết mái tóc của chú khách hàng sẽ thế nào đây. Mà không khéo cửa hàng còn ngập luôn đấy chứ. Mẹ rồi, để mẹ gội đầu cho chú nhá. Có sân siêu, chú dùng sân siêu hồng được không? Không, mẹ con dùng cờ lia. À, con lại dùng cờ lia chú ạ. Nhưng mẹ chợt phát hiện ra một sự cố. Ơ, chết rồi. Hay bây giờ xả sân siêu màu hồng rồi. Bây giờ làm thế nào nhở Minh ơi, Minh bị tít bây giờ. Con với cả cậu Minh ai sẽ giúp mẹ đi mua cho mẹ cái chai dầu xả sân siêu hồng này được không? Ba và mẹ con đều đang bận làm tóc cho khách nên con không thể đi được. May mà còn có Tít Lu và cậu Minh Béo làm trợ thủ nhé. Con đi mua giúp mẹ để mẹ đưa tiền cho hai cậu cháu. Đi nhanh nhá. Thôi con đi bộ đi, con đi mua hộ mẹ đi. Vincom Hà Nội cách nhà Tít Lu không quá xa, chỉ hơn 500m nên quãng đường không phải là vấn đề lớn với hai cậu cháu. Điều quan trọng nhất chính là việc làm cách nào hai cậu cháu có thể mua dầu xả về nhanh nhất để mẹ kịp vội cho khách hàng. Nhưng theo thói quen, mỗi khi lên tới Vincom thì cả hai cậu cháu đều rất dễ bị thu hút bởi những gian hàng ở đây. Liệu hôm nay hai cậu cháu có nhớ ra được tính cấp bách của nhiệm vụ lần này? Bây giờ mới chính thật sự là thử thách đầu tiên dành cho Tít Lu và cậu Minh của mình. Bởi vì thử thách đầu tiên mà chúng tôi mời quý vị xem với cái đoạn phim vừa rồi đó là khi mà Tít Lu ở nhà giữ tiệm giúp cho bố mẹ nè. Thì đó là do chính ban tổ chức đặt ra để xem là cậu bé này sẽ xử sự như thế nào khi mà ở tiệm một mình. Chú cũng biết là cháu cũng chưa làm việc này bao giờ đâu. Cuối cùng thì là hóa ra là áo ướt rồi. Đầu cổ thì cũng chưa xong đúng không ạ? Nhờ vậy mà Tít Lu mới có được một màn ra mắt ấn tượng với khán giả. Đúng rồi, đó đó giống như là một cái màn chào của Tít Lu ngày hôm nay. Và để xem là cậu bé có để lại những ấn tượng bởi tính cách và những cách mà cậu xử lý tình huống trong những khó khăn đang gặp trước mắt hay không nhé. Bây giờ thì Thanh Thảo xin được mời quý vị tiếp tục theo dõi bộ phim này. Nào cũng vui bình minh, buổi sáng thức dậy và ngày hôm Làm nay thật biết bao điều hay. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng bên con đã á. Bây giờ lớn thôi. Có cả xe điều khiển. Cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Có cả điện thoại rồi nhé. Mới chỉ tới cửa hàng đồ chơi nhỏ đầu ngõ thôi mà cả hai cậu cháu đều đã bị thu hút thế này thì không biết có còn nhớ ra nhiệm vụ không đây. Đi, mình nói đi. Vincom là địa điểm quen thuộc và yêu thích của Tít Lu nên cậu bé rất hứng khởi. Chú ơi, nhưng cậu sợ lắm. Trong khi Tít Lu rất tự tin và bạo dạn bước ngay lên thang máy thì cậu Minh lại có vẻ e dè hơn vì chỉ cách đây mấy ngày thôi cậu đã bị ngã ở đây. May quá, đã có vị cứu tinh xinh đẹp này giúp đỡ. Quả thật mái tóc của Tít Lu rất đặc biệt, luôn gây chú ý cho người khác. Tới siêu thị rồi mà Lu còn kéo cậu đi đâu thế kia? Tít Lu có một niềm đam mê đặc biệt với những món đồ điện máy. Cậu có thể kể vành vách tên các hãng máy, dòng máy. Có dịp được đi một mình thế này thì tội gì không ghé lên gian hàng điện tử cho thỏa đam mê chứ. Lên thì dễ nhưng xuống lại là cả một vấn đề với cậu Minh. Không muốn xuống không? Không. Xuống. Nhưng anh sợ.
đành phải cầu viện người lớn thôi. Rất là thông minh, biết nhờ người lớn những khó khăn như vậy. Vậy mà Tít lại chẳng buồn để ý đến nỗi khổ này của cậu gì cả. Mất thời gian với Tít. Anh đi đâu? Mua bánh cá cho Tít. Xuống đây đi, anh sẽ mua bánh cá cho Tít. Bánh cá? Hấp dẫn đấy, mau vào siêu thị thôi. Thì rất là cháu gửi đồ ạ. Điệp vụ mua sắm bắt đầu. Có vẻ việc mua sắm này với Tít chỉ là chuyện nhỏ nên kết thúc khá nhanh và dễ dàng. Nhưng cậu Minh còn chưa muốn ra về vì còn thiếu thứ gì đó. Giờ thì đã đầy đủ cả rồi. Nhưng sao Tích Lu còn chưa chịu thanh toán để về thế kia? Trong lúc Tít Lu còn đang mang sữa ra bàn thanh toán, cậu Minh Béo đã tranh thủ lúc thang máy có nhiều người đi theo xuống tầng dưới, mà tiền thì đã nằm cá trong bịch đồ cậu đang xách. Đến lúc này cậu Minh Béo mới phát hiện ra hình như là đã lạc mất Tít Lu. Chưa có tiền thanh toán, Tít Lu đành phải đứng lại siêu thị chờ đợi. Thật là một vấn đề nan giải. Trong khi đó, Minh Béo chạy khắp các tầng để tìm cháu. Nhưng hình như cậu không hề nhớ ra khu vực siêu thị ở tầng 3. Vậy tới đây thì chúng ta đã thấy là có khá nhiều điểm thú vị ở hai nhân vật nhí ngày hôm nay. Cái anh chàng này thì có vẻ là đi siêu thị cũng rất là rành rẽ đó. Vincom thì cũng quá rộng lớn đúng không ạ? Cho nên là lạc nhau cũng là chuyện thường thôi. Bây giờ thì là cậu Minh đã xuống tới đất rồi và hình như đã ra tới cổng rồi. Ra đến đường rồi. Còn Tít thì vẫn đứng ở trên này. Theo chị thì tình huống tiếp theo sẽ như thế nào? Hơi khó đoán. Mà hình như là Minh cũng quên mất cái khu vực mà mua đồ tiểu chọn là ở đâu. Có lẽ là đến lúc là Tít Lu sẽ đi tìm. Để xem là mọi người có đoán đúng không nhá với tính cách của Tít. Xin mời xem tiếp ạ. Sau gần một tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy cậu Minh, Tít Lu thực sự lo lắng và bắt đầu đi tìm người trợ giúp. Giờ muốn tìm cậu Minh ấy, đã xuống chỗ tầng hầm B1 đi cầu thang máy nhá. Bấm chữ B1 xuống đấy xong vào họ gặp ai bảo cho cháu đến phòng kỹ thuật để tìm cậu Minh. Nhớ chưa? Rồi, hứa với chú là phải gặp được cầu là phải quay lại trả tiền cho siêu thị chưa? Hứa nào? Theo sự chỉ dẫn của những chú bảo vệ, Tít Lu quyết định tới tầng hầm nhờ thông báo tìm người thân bị lạc. Mái tóc ấn tượng của Tít Lu quả là có lợi trong trường hợp này. Đi thông báo tìm người thân mà lại được tiếp đãi đặc biệt.
ăn bánh uống nước thế này chắc chỉ có mình Tít Lu. Trong khi đó hoàn cảnh của cậu Minh lại hoàn toàn trái ngược. Khi mà cô nhân viên nhận được thông tin từ Tít thì em nghĩ là cô nhân viên cũng không tưởng tượng được là cậu Minh của Tít là nhỏ như vậy. Có nghĩa là con 4 tuổi, con mặc áo màu xanh và con đang là một người thân. Cậu Minh cứ nghĩ là một người cao to như cỡ bố đấy. Và thế là cô vô tư thông báo như vậy, và cháu cũng không biết là như vậy thì có giúp được gì không. Rồi bây giờ thì xem là trên đường về thì hai cậu cháu có gặp thêm tình huống gì khó khăn nữa hay không. Xin mời xem tiếp ạ. Em Tít là em trai ạ. Cô nhân viên đọc thông báo mà không gọi tên là Tít Lu, và chỉ gọi cậu Minh, không gọi là Minh Béo, nên cậu Minh không biết là gọi mình. Rất may chú bảo vệ này đã nhắc nhở và chỉ dẫn cho Minh Béo chỗ Tít Lu đang chờ. Đang ngủ nữa đó. Mừng rỡ như vậy là thể hiện là con đã hết lo lắng rồi, đúng không ạ? Và cái cách mà Tít Lu thể hiện tình cảm trong nó thật sự là tự nhiên, rất là dễ thương. Tít thì là mừng rỡ hẳn ra và thể hiện từ nét mặt đến cử chỉ luôn, là nhau tới để ôm. Hai cậu này trong lúc mà lạc nhau, mặc dù là cậu Minh thì ngồi ở ngoài mặt rất là buồn thảm, nhưng mà cả hai anh chàng đều rất là đàn ông, không ai rơi nước mắt cả. Em nghĩ thứ nhất là chỗ này cũng quá quen thuộc rồi, và trong tâm trí của hai bé thì có vẻ như là chắc là cũng không quá khó đâu, không quá khó để tìm lại cậu hay là không quá khó để tìm lại Tít đâu. Biết điểm yếu của cậu, Tít Lu đã nhanh mắt tìm thấy nút điều khiển của thang máy. Hay quá. Giờ thì có khác gì cầu thang bộ đâu, cậu mình cứ tự tin bước xuống nhé. Cậu mình đã rất là khổ sở với hai túi đồ. Mà Tít Lu chưa chịu về ngay, còn đi đâu thế này? À thì ra... Chú ơi, toilet ở đâu? Cậu mình thì kiên quyết cố thủ, dù mắc đấy, nhưng thả nhịn còn hơn phải bước lên cái thang máy đáng sợ kia. Anh này thì đi thang máy rất chuẩn nhé. Dễ thương quá, cực kỳ là dễ thương, đúng chứ không? Là để ý là thấy có một sự khác biệt khi mà mới vào cái trung tâm mua sắm này đó, thì là Minh sợ thang cuốn nên không lên, thì trong lúc đó là Tít Lu cứ thản nhiên thôi. Nhưng mà sau khi lạc nhau rồi đó thì Tít Lu biết cảm thông với cái nỗi sợ hãi đó và xử lý luôn. Sau cái tình huống lạc nhau á thì cảm thấy cần nhau hơn và cái tình cảm nó cũng thêm một chút sâu sắc. Tít thì có vẻ là dũng cảm hơn và chủ động trong việc là tắt thang máy cho cậu khỏi sợ, nhưng mà cậu cũng thể hiện là một người rất là trách nhiệm, rất người lớn đó chứ ạ. Cậu khệ nệ xách hết đồ, cháu thì tung tăng chạy. Và bản thân hai bé này thì cũng giống như những em bé, những trường hợp khác chúng ta thấy là khi các bé giao tiếp với người ngoài và khi đến với một môi trường công cộng thì các bé rất là biết cách giao tiếp, hỏi han những cái chỗ mà mình không biết, như là hỏi toilet ở đâu, rồi hỏi cách mà đi tìm cậu Minh chẳng hạn. Tất cả những cái điều đó thể hiện cho thấy là các cháu đã được bố mẹ giáo dục về việc này, có nghĩa là khi mà con không biết hay là con cần hỏi một vấn đề gì đó, con cần sự giúp đỡ thì nên tìm đến người lớn. Đúng rồi, có một cái chi tiết nữa đó là sau khi mà tìm được cậu rồi là quay lên lại siêu thị để trả tiền sữa. Rất là giữ lại hứa chú nó là lát nữa kiếm được là phải nhớ quay lên trả tiền. Đó vâng. Là cái hay của Tít Lu. Bây giờ thì ra đường kia để đi về, nhưng không biết là trên đường về nhà thì còn vấn đề gì nữa không? Chị không chắc là đã ra được khỏi Vincom đâu. Chúng ta hãy xem tiếp xem là hai cậu cháu mấy giờ thì về được tới nhà.
tuế. Chào tuần này. Mọi nỗi buồn đã được giải tỏa. Thật là thoải mái quá đi. Đừng nằm ra đấy. Bẩn luôn cả bát đấy. À, cậu mình nhé. Không đẹp trai nữa đâu. À. Rất là biết điểm yếu của cháu nha. Đã gần 2 tiếng đồng hồ phiêu lưu, cuối cùng thì hai cậu cháu cũng nhớ ra tính cấp bách của nhiệm vụ để trở về nhà. Mau lên nào. Cậu vẫn rất là thể nệ. Wow. Bảo vệ môi trường. Nào cũng vui bình minh, buổi sáng thức dậy. Và ngày hôm nay thật biết bao điều hay. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng mẹ, mẹ con buồn quá, bồi ngồi đây con. Con đang mệt thế nào? Ừ, con mệt à? Rồi, con đi lâu quá là mẹ lo quá. Con yêu mẹ nhất trên trần gian. Có một người còn vui mừng hơn khi thấy hai cậu bé trở về. Đó chính là chú khách hàng. Vậy là cuối cùng mái tóc của chú khách hàng đã được giải cứu sau gần 2 tiếng đồng hồ. Còn Tích Lu, điều cậu hài lòng nhất là nhờ chuyến đi, cậu cuối cùng cũng có được lọ dầu gội mình thích. Riêng với mẹ, chuyến đi lần này đã chứng tỏ rằng con trai mẹ đã lớn khôn như thế nào. Biết đi mua đồ giùm mẹ này, biết giữ lời hứa với những cô nhân viên trong siêu thị, biết bình tĩnh vượt qua những sự cố bất ngờ, cũng như giúp cả cậu Minh vượt qua nỗi ám ảnh những chiếc thang máy nữa chứ. Còn với Minh Béo, chắc chắn sau chuyến đi này, ông cậu nhí đã phát hiện được rằng những chiếc thang máy không có gì đáng sợ hết nếu đi lại cẩn thận hơn. Cái đoạn phim này cho mình cái suy nghĩ là có thể là mình cũng thay đổi một chút cái tư duy của mình trong việc dạy con. Với người lớn thì thường mình cứ nghĩ là nó rất là bé và mình thường là hay không dám giao công việc gì. Nhưng mà qua cái phim này mình thấy là một cái công việc cũng khá là phù hợp và hai đứa trẻ hoàn toàn có khả năng xử lý tình huống để hoàn thành cái công việc của mình. Thêm một điểm nữa mà nó là một điểm rất là nhỏ thôi nhưng Thảo nghĩ là quý vị phụ huynh cũng để ý để có thể là nhắc nhở con em chúng ta. Đó là khi uống sữa xong thì bé lại bỏ hộp sữa vào đúng sọt rác và bé phát biểu được một câu là bảo vệ môi trường thì đó là cũng là một cái đột phá, một cái thành công của bố mẹ làm được đúng cái lời bố mẹ dặn. Tích Lu có một cái nữa đấy là khi mà cậu bé có nhu cầu của bản thân cần giải quyết thì rất là tự tin đi vào hướng đấy và hỏi chú ơi nhà vệ sinh ở đâu. Không phải bé nào cũng làm được điều đấy ở trong lứa tuổi này. Đấy cũng là một trong những cái điều mà mình nên phụ huynh nên chú ý và dạy con mình. Như vậy thì khi quay trở về, chuyến hành trình này của con đã giúp cho con có rất là nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều bài học bổ ích và chỉ có chính bản thân con mới có thể biết được những điều đó đúng không ạ? Cảm ơn quý vị đã đến với những giây phút rất là thú vị của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.